Hi, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu, Thái Nguyên, hai anh em tụi mình sẽ phân tích cho quý anh chị và các bạn biết được những cái sản phẩm của dự án GS Metro City Nhà Bè. Thời điểm này có nên mua vào hay không, phải không Thái Nguyên? Đúng rồi, thời điểm này là thời điểm rất là tốt để mua vào. Như mọi người biết đến là Thái Nguyễn là một chuyên viên bất động sản tại khu Nam cũng mấy lâu rồi, và hôm nay Phước Sửu và Thái Nguyễn sẽ cùng với mọi người phân tích chuyên sâu hơn về cái dự án Zaiga Nhà Bè. Rồi mình cùng đi dạo để tham quan sơ qua những cái tiện ích mới nhất tại dự án Zaiga Nhà Bè, phải không Thái Nguyễn? Thì cho Phước Sửu hỏi một tí xíu đó là Thái Nguyễn ơi, thời điểm này á thì Thái Nguyễn thấy cái thị trường bất động sản tại cái khu Nam có sôi động hay không, và những cái bất động sản tại nơi đây nó có điều chỉnh giá xuống hay lên như thế nào không, phải Thái Nguyễn? Theo Thái được thấy thì cái thị trường bất động sản khu Nam hiện tại đang có mức giá rất là tốt so với cách đây tầm 1 năm, khoảng thời gian này thì giá nó đã xuống tầm 30%, và cái giá trị ở đây thì theo Thái thấy là giá trị thực rất là gần những cái khu đô thị lớn như Phú Mỹ Hưng hay là lên trung tâm rất là gần, nên thời điểm này khi mua vào mình có mục đích sử dụng hay là đầu tư cũng rất là ok anh Sửu. Quá tuyệt vời. Thì mình đi sâu đi sát hơn vào cái dự án là Zaiga Nhà Bè. Thì những bất động sản ở nơi đây như Thái Nguyễn nói là giảm từ là 30 đến 35%, có những cái bất động sản giảm đến 40%, là gần như là trở về giá trị thực của nó sau nhiều năm gọi là tăng đổi giá bất ngờ luôn, phải không? Thì lý do tại sao mà Thái Nguyễn cho là bất động sản tại Nhà Bè và chỗ GS Nhà Bè này là đang giảm giá như vậy, do những cái cơ sở hạ tầng hay là do tình hình kinh tế hay là do những cái yếu tố nào tác động đến những cái dự án mà đồng thời là cả dự án Zaiga Nhà Bè này bị rớt giá như vậy? Theo Thái nghĩ là một phần là do yếu tố thị trường, là bất động sản như năm 2020 đến chu kỳ 2020-2021-2022 tăng rất là nhanh, tăng nóng, nên rất là nhiều khách hàng dùng cái đòn bẩy tài chính một cách là hơi quá tay, nên là lúc mà đến cái thời điểm mà cái tính thanh khoản của bất động sản nó có dấu hiệu chậm lại thì những khách hàng buộc phải bán tháo bán nhanh thì chắc chắn phải cắt lỗ thì mới bán được. Còn tương lai thì những khu này thì cái khu mà với cả một số dự án mới mà mở ra thì là với cái lịch thanh toán tốt, nên là cái khách hàng người ta dễ xuống tiền và cái giá trị người ta định giá khá là cao so với thời điểm trước đây á, thì tạo thêm một xu hướng làn sóng khách đầu tư mà cái dòng tiền không có nên bắt buộc phải cắt lỗ, là cái này là do thị trường kinh tế chính trị chiến tranh, một số cái yếu tố ngoài nữa. Rồi, ok. Có khá nhiều cái yếu tố mà Thái Nguyễn đã đem đến cho quý anh chị, và một cái điều đặc biệt như mọi người là đang có thể là nói đến Zaiga Nhà Bè, đó là do là những cái cơ sở hạ tầng nữa, phong Thái Nguyễn. Đúng rồi. Trước mặt Phước Sửu và Thái Nguyễn là những cái trụ điện cao thế. Thì đi ngang qua dự án, dù đã có nhiều cái thông tin là sẽ tháo gỡ, nhưng mà hiện tại thì vẫn còn những cái điện cao thế như vậy, làm cho khách hàng trở nên gọi là cảm giác như là rất là sợ sệt khi mà về đây ở sinh sống, phải không? Nói về cái đường lưới điện tại Zaiga Nhà Bè nó sẽ mang một cái phóng xạ không tốt, phải không Thái Nguyễn? Nhưng mà có một cái thông tin rất là vui, và có những cái video đã cập nhật gần đây là những cái đường lưới điện này là đang được di dời và sẽ xây dựng lên những cái công trình tại dự án GS này, phải không? Nói chung về cái đường dây điện là thực sự ngay cả bản thân Thái cũng một số khách hàng người ta chia sẻ là nó ảnh hưởng đến cái cơ thể con người rất là lớn, ngay cả về nói chung là nó không tốt cho sức khỏe con người. Thì ở một số khách hàng người ta không dám xuống tiền ở đây ấy, thì theo Thái được khách hàng chia sẻ lại là nó quá là gần đường dây điện, điện 500kV này thì thực tế là nó có hại đến sức khỏe, nên là với cả cái thông tin mà về di dời trụ điện thì cái này mình cũng không rõ ràng, ngay cả bản thân em mà lúc mà khách hàng hỏi thì em cũng không hứa hẹn, nhưng mà tương lai khi mà bên chủ tư mà người ta triển khai căn hộ thì cái này chắc chắn là phải hạ rồi. Thì đó là về trụ điện 500kV thì chưa có thời gian mà gọi là di dời, nhưng mà đối với trụ điện là 220kV và 110kV thì gần như là được GS đang được tháo dỡ rồi, và những đường dây này nó không còn đường điện đi ngang, không còn điện đi ngang qua nữa, và chỉ cần là gỡ đường trụ và đường dây là coi như là trả lại mặt bằng xanh sạch đẹp cho dự án Zaiga Nhà Bè. Đó là một trong những cái lý do mà
làm cho GS trở nên là bị xuống giá. Và có khá nhiều yếu tố, và một cái yếu tố nữa đó là tất cả những cái sản phẩm mà GS đang gọi là nhận nhà thời điểm này là đa số là những cái khách hàng gọi là mua để ở, mua đầu tư chứ không phải để ở, vòng Thái. Nói chung là theo Thái tìm hiểu một số khách hàng thì người ta vẫn đang còn đầu tư, và thời điểm này là bắt đầu nhận nhà nên là cái giá trị thanh toán là 95%, nên là bỏ ra số tiền tính ra một cái căn biệt thự bình thường là 1 triệu đô thì thời điểm này rất là khó. Ừ, đúng dạ. Rồi, đa số khách hàng ở đây là mua ở đầu tư, một số khách hàng thì mua vào đến 3 đến 4 căn nên cái dòng tiền mặt của khách hàng không còn đủ để thanh toán 50% đến thời điểm này gọi là nhận nhà. Thì đó là một cái trục trặc khó khăn, và những khách hàng này bắt buộc phải bán ra để có thể là có dòng tiền để thanh toán những căn khác, hoặc đó là xoay sở, trong khi là tất cả những ngân hàng gọi là đồng loạt giảm lãi suất, nhưng mà vấn đề dòng tiền mặt để lưu thông và cho khách hàng để thanh toán thì cũng không còn nhiều, và mức hạn mức vay cũng khá nhiều so với những khách hàng đã vay rồi, phải không Tán? Đó là những cái yếu tố mà làm cho Saiga Nhà Bè trở nên bị thấp giá, xuống giá và có thể giảm từ 35-40%. Đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời cho khách hàng mua vào ở thời điểm này, không? Theo Thái nhận định thì thời điểm này có phải là thời điểm mà những người mà tìm hiểu Saiga thời điểm khi xưa giờ có thể bắt đáy được chưa? Thời điểm này là theo Thái biết là ngay cả bản thân Thái bữa giờ cũng tiếp rất là nhiều khách hàng. Đúng thời điểm này là thời điểm của người mua, là không có sợ anh chị chủ nhà là giật giá kê giá như thời điểm sốt. Giờ chỉ có mình trả giá và mình mua thôi. Đúng quan rồi. Trọng là cái vị trí hợp lý với cả cái tầm tài chính mình phù hợp với cả những cái yếu tố phong thủy này kia. Em thấy cái mức giá này là cũng khá là ok để mà xuống tiền mà chọn cái dự án mới đầy đủ tiện ích mà mới bàn giao. Đúng rồi. Thì Phước Sửu và Thái Nguyễn sẽ cập nhật sơ qua lại gọi là mức giá của tùy của những cái bất động sản tại GS để cho mọi người nắm rõ. Đối với nhà phố ngang 7-17 thì mức giá hiện tại dao động tầm khoảng từ 13 tỷ rưỡi đến khoảng 14 tỷ rưỡi tùy theo loại hình sản phẩm là căn gốc hay căn thường. Diện tích là 9.5 × 17 thì giá hiện tại dao động tầm khoảng từ 17 đến 18 tỷ rưỡi. Còn diện tích 10 × 20 thì sao Thái? Diện tích 10-20 thì cái mức giá hiện tại một số anh chị đang ký gửi và có nhu cầu bán giá từ 20-22 tỷ một căn. Rồi diện tích 12.5 × 20 thì Thái Nguyễn cập nhật giá cho quý anh chị như thế nào? Nếu mà đối với cái loại diện tích 12.5 × 20 là cái loại hình và biệt thự đơn lập, là hiện tại mức giá những căn giá tốt đang ký gửi là từ 26-27 tỷ. Còn một số căn mà những cái view đặc biệt công viên hay là những cái vị trí căn góc thì từ 30-35 tỷ một căn. Rồi, theo tay của Phước Sửu, đây là những cái dòng biệt thự đơn lập 15-20, có 150m² sân vườn, thì với mức giá cập nhật hiện tại là rơi vào khoảng 45-50 tỷ một căn. Và những cái căn dinh thự gọi là đẹp nhất tại Saiga Nhà Bè, với tổng diện tích lên đến 600m², có là 15-20 là diện tích xây dựng khuôn viên nhà và có 300m² sân vườn, thì mức giá đang cập nhật rơi vào tầm khoảng từ 65-75 tỷ một căn biệt thự tại nơi đây. Mức giá là gần như giảm từ 25-40% tùy cái sản phẩm luôn. Quý chị và các bạn mà tìm hiểu về Saiga Nhà Bè thì nhớ inbox ngay cho theo số hotline của Phước Sửu và Thái Nguyễn ở đây, phải không? Để Phước Sửu và Thái Nguyễn đưa cho quý anh chị xem một vòng về dự án, và đồng thời là cập nhật cho quý vị nhiều thông tin về sản phẩm gọi là ngộp thời điểm này luôn. Rồi, xin chào quý anh chị và các bạn, xin hẹn gặp lại ở nhiều video sau.